thủ tục theo ban toàn đi lấy xe và ra về. Đấy, các thành viên đến sớm nhất là sau lưng tôi là đang đi gọi là khám phá, tìm hiểu nhà dân ở đây này, tìm hiểu cuộc sống của bà con người dân ở đây này. Thế em có giúp nhà khó khăn nhất làng kia làm nhà không? Họ có mời em không? Không. Có nhờ em không? Không. Không à? Thì nhờ bao nhiêu người thôi? Có nhờ bao nhiêu người thôi? 3-4 người thôi. À, và 1 người thôi hả? Ừ. Những ngôi nhà ở đây rất là cổ đấy nhỉ? Rất là cổ, rất là hoang sơ. Đó. Các thành viên đến gần như đông đủ chưa nhỉ? Chắc là được tầm 1/3 đến đây thôi. Cũng gần đông đủ đấy. Ừ. Chắc là anh về trước thôi. Anh nhờ anh này, anh thanh niên này chở anh ra ngoài chỗ để xe thôi. Đó, ông về trước, anh đi xe máy à? Ừ. Đấy, bà con lên nương này, bà cụ lên nương. À, bà cụ ở đây, nhà em á? Không phải bà cụ em, không phải đâu. Mọi người đến đây đông đủ chưa em? À, thế à, ống nước này, to này có nước xuống đều không? Hay là mùa mưa mới có? Mưa mà có. Mưa mới có á? À. Ở trên đỉnh đấy. Núi mình xây một cái bể ấy. Ở trên đỉnh núi mình xây một cái bể như nào? Chắc là kiểu đấy đấy, để đón nước mưa ở đấy hay sao ấy. Ừ. Nhà Ton ở bên nào? Đây. Ừ, xe Ton để đâu? Đây. Ừ, Ton lấy lên đây. Chắc anh nhà về trước thôi. Tối nay anh đi xe máy ấy. Anh đến đây khá lâu rồi. Đi lanh quanh 2 vòng ở đây rồi. Anh đi xe máy ra chỗ mà đổ bê tông anh vứt xe ở đấy. Lên vào nhà dân được mà, nói chuyện với họ và khám phá bên trong được mà, tìm hiểu cuộc sống bên trong nó. Thử nhà... Ừ. Nhà Bảo này đi. Ừ. Thử nhà này. Ừ, thì bảo đấy ra đây đi, xong là cùng nhau lên chơi một tí nữa. Rồi, các cô tiểu thư làm sao lên đến đây, anh nghĩ là thế, anh lên mệt. To đây, anh này bảo là muốn vào nhà em xem nhà em một tí được không? Đưa lên tí nhỉ, anh cũng lên, ừ. Tắt máy đi, sau xuống... Đèo anh đi sao? Đi không? Đi. Ừ, đi nhỉ. Đấy. Đi chưa đi. Đi. Đấy. Có anh nào chưa lấy vợ không? Hai em này chưa có người yêu này. Hai em là sao này này? Để thật mà giới thiệu cho, có con chó nào đấy. Anh sợ nhất con chó giữ cắn vắt. Không có chó đâu phải không? Ừ, ừ, đấy. Ừ. Chó chạy. Mình đến đấy là chó chạy. Đây, nhà rộng nhỉ. Người dân tộc Dao thiết kế cái khoang ở giữa này này, rộng, rất là rộng nhá. Người Tày cũng thế, người Tày ở Bảo Lâm Bảo Lạc ấy. Còn người Nùng của mình ở Quảng Uyên thì thiết kế nó không như kiểu này. Ừ. Đấy. Ôi giời, đây cái sàng á, cái sàng to đấy á. Bao nhiêu người sàng được à? Hay cái này úp cái gì à? Ôi giời ơi. Thiếp to này, cái này dùng điểm gì? Hình như cái nắp của cái gì ấy là nào nhỉ? Hay là cái sàng này, không phải cái sàng. Cái này nấu cám lợn xong úp vào phải không? Ừ. Cái nồi gọi là nồi gì nhỉ? Cái chảo chứ? Ừ. Chảo trâu ấy, phải không? Chảo trâu mà to thế á? À? Ở đâu mà còn đúc được cái chảo trâu to thế này, úp vừa anh nhỉ? Ôi cái này đường kính của nó phải 1,4 m, 1,5 m này. Tiếng dân tộc Dao mình gọi là cái gì? Cái này ấy. Tón. Tiếng dân tộc Dao mình gọi là cái gì? À, không phải. Cái này như kiểu cái mẹt cái gì ấy, ở ngoài kia gọi như thế. Cho ngô xuống phải không? Ừ. Cho ngô bột xuống á? Ừ. À, như kiểu cái lúc đầu mình bảo là cái sàng, không phải. Cái hoặc là cái nắp của cái chảo trâu. Ở trên này, ở trên đồng bào dân tộc gọi là chảo trâu ấy. Nhưng mà không ngờ to như thế. Đấy. Các cô đi cùng đoàn này, các em đi cùng đoàn. Đó, khám phá một nhà ở đây. Thế em có 2 nhà, một nhà ở đây và một nhà dưới đấy á? Ừ. Thế nhà dưới đấy là nhà này ai ở thôi? Nhà này. Vâng. Nhà này bà cụ ở đâu? À, mỗi bà cụ á? Ừ. Một mình á? Nhà dưới đấy là dưới nào? Dưới à. Chỗ nãy mình. Ở đầu làng ấy, từ đầu làng dưới kia. Để đổ dưới đấy xong ấy đèo anh vòng lên đây. Mày đấy. Ở đây view đẹp không? Đẹp anh ạ. Ừ. Nhưng mà không lấy được hết, chỉ được một số nhà rồi. Ừ. Đó. Đi nha, đi đi, Toan. Cái này để anh em ra này. Chụp ảnh đã. Hai em này thích làm dâu ở đây đấy. Có anh nào giới thiệu đi. Đường này phải vào đây à? Hay là phải có đường tắt dưới kia được không? Đường này phải vào đây không? À, xuống đây được không? À. Quay sang bên này. Quay sang bên này. Rất là cổ kính các bạn nhé. Tôi rất thích những hình ảnh như này, đi khám phá ấy, thực sự rất là thích. Nhưng mà cuộc sống bà con còn rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn. Tôi sẽ vòng xuống vĩnh đầu bên dưới kia để mà quay. Đó, ra khỏi nhà là núi đá ngay trước mặt rồi, không có tí đất nào luôn. Đấy, các cô, các em đang siêu phì đây. Thầy đến chưa? Thầy đến rồi anh ạ. À, thầy có vào các trường học không hay là chỉ à. Đấy. Những ngôi nhà gọi là rất là đơn sơ, mộc mạc, cổ kính. Cây cối ở đây thì héo úa hết, khô cằn đấy, lạnh quá, buốt quá. Cho đợt vừa rồi dạnh. Thông tin em biết thì cách đây 1-2 ngày trên này cũng có tuyết như ở phía bắc thì đẹp đấy. À, đây này, cái cây các thứ chuối ở nhà lá chuối khô hết, héo hết này. Không sương muối, nếu không có tuyết rơi thì có sương muối thì nó cũng chết khô hết này. Anh lại thuê xe ôm này, ông này nhé. Tiền công tiền xe đó. Bây giờ anh về luôn á. Ừ, anh xuống dưới này chụp ảnh mà hai kiểu vào đầu làng xong đấy về thôi. Đi à, Toan nhỉ? Đi, theo anh đi. Ok. Anh lồng cái áo này vào đã. Đợi một tí nhá.